diện cùng một bộ váy, nhan sắc lẫn thần thái của Triệu Lộ Tư bị chê kém xa sao nữ này. Mới đây, đại sứ toàn cầu Triệu Lộ Tư gây chú ý khi diện chiếc váy da mang tính biểu tượng của hãng Versace Medusa 95 Corset. Tuy nhiên, hình ảnh mới của Triệu Lộ Tư gây tranh cãi, nhiều khán giả cho rằng chiếc váy này không phù hợp với nữ diễn viên. Cụ thể, thần thái của nàng tiểu hoa đình đám vẫn bị chê gồng, đơ cứng và không phù hợp với vai bơ của nhà mốt. Bên cạnh đó, việc diện đồ OS vòng 1 cũng khiến hình ảnh của cô kém sang đi phần nào. Kiểu tóc ép thẳng cùng phong cách kẻ mắt đậm cũng được vô tình làm gương mặt Triệu Lộ Tư già dặn và bớt thon gọn. Bên cạnh đó, trong một số góc máy còn cho thấy váy không được chỉnh sửa vừa thân hình Triệu Lộ Tư, tạo cảm giác bùng nhùng, thiếu quyến rũ. Mặc dù đây là một thiết kế dễ dàng tôn dáng người mặc, kiểu trang điểm nhấn mắt đậm của Triệu Lộ Tư cũng bị chê. Ở một số hình ảnh, nó khiến cô trở nên khác biệt, nhưng qua video, cư dân mạng nhận xét, nét ngọt ngào dễ thương của Triệu Lộ Tư không phù hợp với phong cách này. Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn bị so sánh với nữ thần tượng Ninh Ninh, thành viên nhóm nhạc K-pop AS3. Cả hai người đều là đại sứ toàn cầu của Versace, và Ninh Ninh từng diện thiết kế tương tự tại một sự kiện ở Hàn Quốc. Khán giả cho rằng, Triệu Lộ Tư kém xa Ninh Ninh cả về phong cách, vóc dáng và thần thái. Tuy nhiên, xét về đãi ngộ, Triệu Lộ Tư hiện là gương mặt đại sứ châu Á được Versace ưu ái. Khắp Trung Quốc, biển quảng cáo khủng của mỹ nhân vụng trộm không thể giấu xuất hiện ở nhiều thành phố lớn. Ngoài ra, hình ảnh của Triệu Lộ Tư và Versace được trình chiếu trên tòa tháp đôi trung tâm tài chính quốc tế Tianfu ở Thành Đô, Trung Quốc. Giữ Phượng Hành, truy phong giả và hoa gian lệnh so kè điểm số. Ngày 11 tháng 4, hàng loạt phim truyền hình, phim chiếu mạng Hoa ngữ phát sóng thời gian gần đây đã mở điểm số trên nền tảng đánh giá Douban. Trong đó, những bộ phim của dàn diễn viên nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân, Cúc Tịnh Y nhận được sự quan tâm lớn. Truy phong giả do Vương Nhất Bác và Lý Thấm đóng chính, khởi đầu với 7.8 điểm, thông qua 105.000 lượt đánh giá. Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đạt 7.2 điểm, với 154.000 lượt đánh giá. Liệt Diễm do Nhậm Gia Luân và Hình Phi diễn chính, mở điểm Douban được 6.3 điểm, với 30.600 lượt đánh giá. Hoa gian lệnh của Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa nhận được 73.800 lượt đánh giá của khán giả, với điểm số trung bình 5.5. Douban không phản ánh toàn bộ thành công của tác phẩm, nhưng phần nào cho thấy sự yêu thích của khán giả và độ nổi tiếng của bộ phim. Truy phong giả và Giữ Phượng Hành đều vượt 7 điểm. Bên cạnh đó, hơn 100.000 lượt đánh giá cũng cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với hai phim này lớn hơn nhiều phim khác lên sóng cùng thời điểm. Phim của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh đều được phát hành trên cả đài truyền hình và nền tảng trực tuyến. Xuyên suốt thời gian lên sóng, hai phim tạo được tiếng vang và độ thảo luận sôi nổi. Truy phong giả kết thúc với nhiều thành tích nổi bật như rating trung bình 38 tập đạt 1.765%, ngày cao nhất đạt 2.110%. Thành tích này đưa Vương Nhất Bác trở thành diễn viên lứa 95, có phim đóng chính đạt rating cao nhất. Nhiệt độ của Truy phong giả trên nền tảng EQG vượt 10.000 điểm, là phim có điểm nhiệt độ cao nhất nền tảng này trong năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số truyền thông theo bảng xếp hạng Linkay và DataWin lần lượt đạt 90,25 điểm. Đứng top 2 trong các phim năm nay, chỉ số nhân vật Ngụy Nhược Lai của Vương Nhất Bác đạt 9,2 điểm, đứng top 1 trong năm. Cúc Tịnh Y cũng trở thành chủ đề tranh luận, khi lại thêm một tác phẩm cô đóng chính bị chấm điểm thấp, trước Hoa gian lệnh với 5.5 điểm. Một số phim khác của Cúc Tịnh Y không thể vượt 6.5 điểm trên Douban, như Vân Tịch Truyện với 6.1 điểm, Nhiệt Huyết Trường An với 6.5 điểm. Mặc dù vai diễn thượng quan chỉ cho thấy sự tiến bộ của Cúc Tịnh Y, song nhìn chung cô vẫn là một diễn viên luôn gây tranh cãi về khả năng diễn xuất. Bảng xếp hạng phim Hoa ngữ có view cao nhất từ 2021 đến 2024, Triệu Lộ Tư vượt Dương Tử và Nhiệt Ba, top 1 thuộc về ai? Bảng xếp hạng Vân Hợp các bộ phim chiếu trên Youku từ 2021 đến tháng 3 năm 2024, có view trung bình cao nhất đã chính thức lộ diện, với sự xuất hiện của nhiều dự án hấp dẫn, từng khuấy đảo màn ảnh nhỏ suốt thời gian dài như Trường Nguyệt Tẩn Minh, Trầm Vụng Hương Phai, Sơn Hà Lệnh, Vụng Trộm Không Thể Giấu. 9. Thiếu Niên Ca Hành, 29,42 triệu view. Thiếu Niên Ca Hành với màn tham gia diễn xuất của Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng, Lưu Học Nghĩa, thuộc thể loại võ hiệp, tập trung kể về những câu chuyện giang hồ thay vì khai thác tuyến tình yêu như nhiều dự án cổ trang khác. Không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng,
nhưng sức nóng của phim, hiệu quả chiếu trên Vân Hợp, so ra còn hơn rất nhiều các tác phẩm khác như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba, Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư. 8. Thiếu Niên Minh Long, 32,55 triệu view. Thiếu Niên Minh Long do Trương Nhược Quân đóng chính cùng dàn sao trẻ tuổi, gây chú ý ngay từ tập phim đầu tiên, xuyên suốt mạch phim là những thông điệp đầy ý nghĩa được gửi gắm, khiến người xem khó lòng rời mắt. 7. Sơn Hà Lệnh, 32,95 triệu view. Sơn Hà Lệnh của Cung Tuấn và Trương Triết Hạng là bộ phim được đầu tư kinh phí thấp, nhưng lợi nhuận phim mang về cho nhà sản xuất lại không tưởng, được chứng nhận là hắc mã của năm 2021. 6. Trầm Vụn Hương Phai, 35,82 triệu view. Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính, dừng chân ở hạng 6, với view trung bình trên Vân Hợp là 35,82 triệu view. Trầm Vụn Hương Phai kể về chuyện tình bi thương của đóa sen thượng cổ Nhan Đàm và Ứng Biên Đế Quân, ban đầu gặp nhau bởi những hiểu nhầm đáng yêu, ngày qua ngày đấu khẩu, cuối cùng lại lẳng lặng quan tâm, thích nhau từ lúc nào không hay, nhưng tình cảm của họ chỉ được khẳng định, bùng nổ khi cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày ở địa nhai, đó là những tháng ngày vui vẻ vô ưu nhất của vị đế quân cao cao tại thượng Ứng Biên. 5. Dị Nhân Chi Hạ, 36,34 triệu view. Dị Nhân Chi Hạ là một bộ phim thuộc thể loại giả tưởng, dị nhân, ghi điểm với khán giả nhờ nội dung cuốn hút, cùng diễn xuất tốt của Bành Dục Sướng, Hầu Minh Hạo, mặc dù không được quảng cáo rầm rộ, các diễn viên trong phim danh tiếng cũng không cao, thế nhưng lượng view phim thu về vẫn tương đối khả quan. 4. Ngự Giao Ký, 37,13 triệu view. Ngự Giao Ký của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân lên sóng năm 2022. Ngự Giao Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương, kể về mối tình giữa giao nhân người cá tên Trường Ý và ngự yêu sư Kỷ Vân Hòa. 3. Vụn Trộm Không Thể Giấu, 42,33 triệu view. Bên cạnh Trường Nguyệt Tẩn Minh của La Vân Hy và Bạch Lộc, Vụn Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính, cũng được đánh giá là phim bạo khoảng năm 2023. 2. Hắn Là Ai, 44,23 triệu view. Hắn Là Ai của Trương Dịch xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng Vân Hợp các bộ phim Hoa ngữ chiếu trên Youku có view cao nhất từ 2021 đến tháng 3 năm 2024. 1. Trường Nguyệt Tẩn Minh, 68,11 triệu view. Trường Nguyệt Tẩn Minh, bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Bạch Lộc và La Vân Hy, sau nửa là Đường Mật nửa là Đau Thương được đón nhận nồng nhiệt của khán giả khi lên sóng, giúp ích lớn cho danh tiếng và sự nghiệp của La Vân Hy và Bạch Lộc. Thường đóng phim cổ trang, vì sao Lưu Diệc Phi không có mặt trong các phim cung đấu? Với tạo hình cổ trang tuyệt mỹ cộng với nhan sắc hút hồn, bởi vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết và đầy khí chất, Lưu Diệc Phi từng khiến biết bao khán giả mê đắm trước vẻ đẹp thoát tục tựa thần tiên, vì thế cô được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ. Mặc dù thường xuyên góp mặt trong các bộ phim cổ trang tiên hiệp, nhưng đến nay Lưu Diệc Phi chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bộ phim cung đấu nào. Trên thực tế, không ít các sao nữ Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ tham gia các bộ phim về những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực và tình yêu giữa những phụ nữ quốc sắc thiên hương trong chốn thâm cung, trong các triều đại phong kiến ở Trung Quốc, chẳng hạn như Dương Mịch nổi tiếng với phim Cung Tỏa Tâm Ngọc, Lưu Thi Thi nổi danh với tác phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm, Tôn Lệ tỏa sáng với bộ phim Hậu Cung Chân Hoàng Truyện, Ngô Cẩn Ngôn nổi tiếng với phim Diên Hy Công Lược. Riêng với diễn viên Lưu Diệc Phi, mặc dù thường xuyên góp mặt trong các bộ phim cổ trang, nhưng hầu hết các bộ phim cô tham gia đều là phim tiên hiệp, là dòng phim đặc sản của Trung Quốc bên cạnh phim cổ trang cung đấu. Vì thế, nhiều khán giả không khỏi thắc mắc, vì sao không thấy người đẹp 37 tuổi xuất hiện trong các bộ phim cung đấu? Có ý kiến cho rằng, có thể Lưu Diệc Phi không thích hợp với những trang phục trong Chân Hoàng Truyện, nên cô không tham gia những bộ phim như thế, vì lo ngại nếu tham gia sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Để giải đáp thắc mắc này, có cư dân mạng đã sử dụng kỹ thuật ghép ảnh và tạo ra một Lưu Diệc Phi trong trang phục cung nữ đời nhà Thanh. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên mạng, nhiều người mới chợt hiểu ra rằng, hóa ra cô ấy quá xinh đẹp, khi cô ấy xuất hiện cũng là lúc phim kết thúc, vì với vẻ đẹp tựa thần tiên như cô ấy, nhà vua chắc chắn sẽ chỉ sủng ái một mình cô ấy. Thậm chí có người còn bình luận rằng, với vẻ đẹp thuộc loại tuyệt sắc giai nhân như Lưu Diệc Phi, nếu cô ấy xuất hiện trong phim cung đấu thời nhà Thanh, e rằng sẽ không thể sống sót qua tập thứ 2 vì nhan sắc quá tuyệt đỉnh. Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là người Mỹ gốc Hoa,
cô bắt đầu tỏa sáng với vai Triệu Linh Nhi trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, phát sóng năm 2005, khi đó cô mới 18 tuổi. Một năm sau đó, Lưu Diệc Phi nổi tiếng khắp châu Á với vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp và đoạt danh hiệu Nữ Thần Kim Ưng tại Liên hoan nghệ thuật phim truyền hình Kim Ưng ở Trung Quốc. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.